Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất với đề nghị của Sở Y tế về việc triển khai thí điểm cách ly chăm sóc điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà nơi lưu trú trong tháng 12. Đồng thời giao Sở Y tế tiếp tục phổ biến tập huấn đối với các cơ quan đơn vị liên quan, khẩn trương xây dựng hoàn thiện sổ tay cách ly điều trị người mắc Covid-19 tại nhà, chủ trì sơ kết kết quả triển khai thí điểm tham mưu ban chỉ đạo xem xét quyết định triển khai rộng rãi cách ly điều trị người mắc Covid-19 tại nhà phù hợp với năng lực đáp ứng và tình hình dịch trên địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận huyện triển khai hiệu quả công tác giám sát sức khỏe các trường hợp mắc COVID-19, đủ điều kiện cách ly tại nhà bằng ứng dụng hỗ trợ người cách ly và các ứng dụng khác. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố hiện có 34 trường trung học phổ thông với hơn 34.500 học sinh, ba trung tâm giáo dục thường xuyên với hơn 3.200 học sinh. Học sinh của cả ba khối lớp 10, 11 và 12 cùng lúc trở lại trường học trực tiếp khá đông, nên công tác phòng chống dịch được các trường tuân thủ nghiêm ngặt. Ngày hôm qua, ngày 29 tháng 11, ngày đầu tiên học sinh lớp 10, 11 trở lại trường học toàn thành phố, có 993 học sinh vắng tỷ lệ 3,09%. Trong đó, 51 học sinh vùng dịch cấp độ 34 và 216 học sinh đang điều trị cách ly, 605 học sinh vắng vì lý do khác, 35 giáo viên vắng. Học sinh các trường Trung học Phổ thông Ngũ Hành Sơn và Trung học Phổ thông Võ Chí Công, Trung học phổ thông Hedman Henner chưa đi học do vừa tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 2. Toàn bộ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố thực hiện đầy đủ nghiêm túc các phương án phòng chống dịch theo hướng dẫn của các ngành chức năng. Dịch Covid-19 kéo dài trong khi các bậc học khác có thể chuyển đổi hình thức dạy và học trực tuyến, thì bậc học mầm non đóng cửa hoàn toàn. Thực tế đến nay, không thể giữ chân giáo viên, không thể duy trì hoạt động. Hàng trăm cơ sở phải đóng cửa đang khiến 11,2 triệu trẻ em mầm non có nguy cơ không có chịu học. Bởi trước dịch, hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập với hơn 9.000 cơ sở đang đảm nhận việc nuôi dạy 22,3% số trẻ trong độ tuổi tới trường. Trước tình hình này, Bộ Giáo dục Đào tạo đã đề xuất lên chính phủ các giải pháp hỗ trợ để duy trì công việc đối với các cán bộ quản lý giáo viên, đồng thời đưa vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chính sách hỗ trợ số hóa, chính sách ưu đại tín dụng nhằm phục hồi hoạt động đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Thưa quý vị, cần chủ động đánh giá chính xác nguy cơ dịch bệnh để có biện pháp phòng chống phù hợp. Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua, ngày 29 tháng 11, cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và các thành viên trong ban